Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vingroup ung thư giai đoạn cuối, Novaland đang thở oxy. Đã qua rồi cái thời nhà đầu tư dễ bị dụ. Với loại truyền thông không tự do, những thông tin liên quan đến sự yếu kém của thị trường chứng khoán không được phổ biến và những sự tiếp tay có chủ ý của chính quyền, những doanh nghiệp yếu kém về tài chính vẫn ung dung phát hành trái phiếu và cổ phiếu để gọi vốn. Giờ đây thị trường bất động sản bị đóng băng, các đại gia thì bị bắt, thì nhà đầu tư nào có thể nhẹ dạ cả tin giờ đã ngậm đắng nuốt cay về những việc đã qua của họ. Thị trường chứng khoán đang rất bất ổn. Để cứu lấy thị trường chứng khoán thì chính quyền mới làm sạch bằng cách bắt một số đại gia đã phạm tội lừa đảo khách hàng trên thị trường chứng khoán. Bắt Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan cũng chỉ là hớt phần ngọn. Phần gốc chính là bộ máy điều hành cả thị trường chứng khoán thì ông Tô Lâm vẫn chưa thọc tay vào được. Bởi bứt dây thì sẽ động rừng. Đây là hình ảnh ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland. Luật pháp Việt Nam rất lỏng lẻo, quản lý thì tồi thì chắc chắn sẽ bị các doanh nghiệp lợi dụng, hối lộ. Mà nếu Tân Hoàng Minh, FEC, Vạn Thịnh Phát lợi dụng được thì tại sao Novaland, Vingroup, Sun Group v.v. không thể lợi dụng được? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Các nhà đầu tư đã bị ông Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan lừa và đang mất rất nhiều tiền, không có cách nào thu hồi được, thì có ai dám chắc các nhà đầu tư của Novaland và Vingroup không bị mất tiền? Chẳng qua là chưa tới lúc trái phiếu đáo hạn mà thôi. Mới đây có thông tin hai thành viên hội đồng quản trị của Novaland là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu công bố đơn xin từ nhiệm. Ông Bùi Xuân Huy từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Novaland kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Trong khi đó, bà Hoàng Thu Châu đang giữ cương vị tổng giám đốc của Nova Group. Hai người này đã bán cổ phiếu trước khi rút lui. Hành động này của hai lãnh đạo Novaland được cho là đang muốn tháo chạy càng nhanh càng tốt. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Novaland hiện nay chẳng khác nào con bệnh đang hấp hối. Nhà đầu tư của doanh nghiệp này hiện nay đang như ngồi trên đống lửa. Chỉ cần có một chút thông tin xấu về tình hình tài chính hay sự tháo chạy của những cổ đông lớn thì cổ phiếu sẽ lao dốc không phanh. Hàng thì tồn kho không bán cho ai được. Dự án thì dính pháp lý không ít. Nợ thì lại dí đến sát lưng. Novaland hiện nay đang kéo dài hơi thở được lúc nào thì hay lúc đó. Trong tình hình chung, Novaland khó mà thoát khỏi số phận như FEC của ông Trịnh Văn Quyết. Vingroup hiện nay cũng chẳng khả quan gì hơn, mặc dù tình hình tài chính của Vingroup chưa nguy cấp như Novaland, nhưng cái kết thì có lẽ không khác nhau là mấy. Ông Phạm Nhật Vượng đang lộ rõ những tử huyệt không thể sửa chữa được, đó là thương hiệu đang bị mất uy tín dần mà không có cách nào khắc phục được nữa. Xe VinFast bị lỗi, bị bêu dếu, tràn ngập trên mạng xã hội, không thể nào bịt nổi. Từ đầu, ông Phạm Nhật Vượng không lo xây dựng thương hiệu một cách tử tế và chất lượng cho đàng hoàng thì giờ đây đã quá muộn để thay đổi. Thương hiệu thì lụi tàn, tài chính thì thiếu hụt, nguồn huy động vốn thì bế tắc, không biết cậy đâu ra tiền. Vì không cậy ra tiền, ông Phạm Nhật Vượng quay vào trong công ty chấn lột chính nhân viên của mình bằng hình thức cố moi ra lỗi để phạt họ. Đây là hình ảnh đã có dấu hiệu tháo chạy khỏi Novaland. Hiện nay, giấy phép xây dựng nhà máy tại Mỹ đã được cấp, nhưng xem ra ông Phạm Nhật Vượng khó cậy ra vốn để mà xây. Mà có cậy ra vốn thì cũng đốt hết vào đấy, chứ chẳng lo liệu được cho sự bế tắc nào khác. Và điều quan trọng nhất, có vẻ như ông Vượng đang ngửi thấy mùi chẳng lành, nên đã khóa két sắt. Ông quyết định không móc tiền túi để đổ vào VinFast nữa. Người dân Việt Nam cần một thị trường bất động sản trong lành, giá bất động sản trở về đúng với vị trí và tầm túi tiền của người dân, chứ không thể mãi để cho những đầu nậu và đầu cơ trong ngành bất động sản thổi giá kiếm lời khủng và người dân không tài nào mua được căn hộ nhỏ cho mình. Và những cái tên như Vingroup, Sun Group, Novaland cũng đã cần phải bị đánh sập để làm gương cho những doanh nghiệp khác đang buôn đất, thổi giá kiếm lời trên sự khó khăn và đau khổ của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Vingroup ung thư giai đoạn cuối, Novaland đang thở oxy.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi chơi tới bến, đạp lên chỉ thị 15, hốt liền, không nói nhiều. Vào năm 2015, trong một lần phát biểu tại hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng lãng phí, ông Phan Anh Minh, thiếu tướng, phó giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nói rằng: "Công an thành phố không phát hiện được án tham nhũng không phải vì yếu kém mà vì phải chấp hành chỉ thị 15, không được phép tổ chức trinh sát đảng viên. Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng cấp ủy quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng cấp ủy xem xét đồng ý cho điều tra khởi tố bắt thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới tiến hành các biện pháp tố tụng." Đây là hình ảnh ông Đỗ Hữu Ca bị hốt khi vai còn mang đeo lon thiếu tướng, tay còn cầm thẻ đảng. Chỉ thị 15 là chỉ thị do Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 do ông Nông Đức Mạnh ký ban hành nội bộ. Đây là chỉ thị lưu hành trong nội bộ của Đảng, không liên quan gì công tác quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, vì vướng chỉ thị này mà ông Phan Anh Minh khi đó không làm sao bắt được quan chức, đảng viên đã vi phạm pháp luật. Cho đến nay, chỉ thị này vẫn còn hiệu lực. Mới đây, Bí thư Đảng ủy phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho báo chí biết thiếu tướng Đỗ Hữu Ca mới chỉ bị tạm giữ, chưa có lệnh tạm giam hay khởi tố, nên phía Đảng ủy chưa có hình thức xử lý kỷ luật về Đảng đối với ông Ca. Như vậy là ông Đinh Văn Nơi đã không màng đến chỉ thị 15 của Bộ Chính trị ban hành. Ông cho hốt Đỗ Hữu Ca ngay khi ông này chưa bị khai trừ ra khỏi Đảng. Việc ông Đinh Văn Nơi dám đạp lên chỉ thị 15 của Bộ Chính trị bắt tướng Công an Đỗ Hữu Ca là một số nhà phân tích đặt câu hỏi, hoặc là ông Đinh Văn Nơi xem thường kỷ cương của Đảng do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành, hoặc là ông Đinh Văn Nơi được lãnh đạo cấp cao bật đèn xanh cho hốt luôn mà không cần phải chờ đợi thủ tục khai trừ ra khỏi Đảng và tước quân tịch của ông Đỗ Hữu Ca. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi. Giả thiết ông Đinh Văn Nơi dám ngạo nghễ đạt lên chỉ thị 15 là không cao, khả năng ông này được người đốt lò đứng trên cao bật đèn xanh cho phép ông thực hiện ngay biện pháp khẩn cấp. Ông Đinh Văn Nơi chỉ là một hạt tiêu so với Bộ Chính trị, ông Nơi không dám xem thường. Vào năm 2015, ông Phan Anh Minh cũng là thiếu tướng mà cũng phải bó tay trước chỉ thị này. Nếu ông Phan Anh Minh cả gan đạp lên chỉ thị này, ông Minh sẽ bay chức vụ ngay. Việc ông Đinh Văn Nơi phối hợp với ông Tô Lâm để hốt ông Đỗ Hữu Ca đã nói lên rằng ông Nơi được trên bật đèn xanh. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là đánh giá từ hiện tượng bên ngoài, còn thực chất có văn bản chỉ thị từ phía ông Nguyễn Phú Trọng hay không thì vẫn chưa thấy công bố. Và cũng không loại trừ bên trên đã chỉ thị miệng. Câu hốt liền, không nói nhiều là câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Bá Thanh khi ông đang nhắm vào chức vụ và làm án Dương Chí Dũng mà khui ra. Ông tính hốt trọn cả ổ cá gộc trong vụ án này, nhưng ông chưa kịp hốt thì đã bị ngã bệnh một cách bí hiểm và qua đời không lâu sau đó. Ông Nguyễn Bá Thanh chỉ kịp nói, chưa kịp làm thì đã bị đồng chí tiễn về gặp Bác Hồ. Trò chơi chính trị ở thượng tầng là như thế. Đây là hình ảnh tướng Đỗ Hữu Ca. Tướng Đinh Văn Nơi hốt tướng Đỗ Hữu Ca lần này thực hiện mà không nói. Ông Đỗ Hữu Ca trong sự ngỡ ngàng của xã hội vì nó quá bất ngờ. Xem ra tướng Nơi không ngán những quẻ kèn lớn thật. Bao năm nay tướng Đỗ Hữu Ca đã hoạt động tội phạm tại khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng công khai mà chẳng giám đốc công an nào dám hốt ông này. Này tướng Đinh Văn Nơi bạo gan cho hốt luôn mà không cần phải làm dùm beng trước khi hốt. Tướng Đinh Văn Nơi đang tham gia vào trò chơi chính trị giữa những con cá mập rất lớn. Mà trong trò chơi này thì việc kẻ săn mồi trở thành con mồi không phải là chuyện gì xa lạ. Từ anh hùng rớt xuống thành tội đồ mấy hồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Đinh Văn Nơi chơi tới bến, đạp lên chỉ thị 15, hốt liền, không nói nhiều.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de